con chào ông Hai nha. Ông Hai, ông Hai, cho hỏi thăm cái ông Hai đi đâu vậy? Đi mua đá vậy đó hả? Chàng ơi, chàng rồi sao bữa nay bận quần bông qua nữa rồi? Dạ bắn hoài chứ. Rồi quần màu không hay đâu rồi. Để chứ kìa. Chàng ơi chàng, đây là cái quần của bà Hai hôm bữa thiết kế cho ông Hai đó ha. Ông Hai cho hỏi thăm nè, rồi vô muốn đá rồi cái bà nước đá có hỏi quần mua đâu ngộ quá không? Quen rồi, ngày nào cũng tin mua nha. Quen. Nhưng mà lúc đầu bà được bà bán nước đá bà có hỏi ông Hai không? Không, dòm dòm như cười cười vậy thôi. Dòm cười cười vậy thôi hả? Chàng ơi chàng, tôi hiện giả ông Hai đi mua nước đá với bộ đồ sành điệu như quý vậy. Đó, cái quần là vợ thiết kế cho ông Hai nha. Con xin gửi lời chào ông Hai với bà Hai nha. Ông Hai cho con hỏi thăm nè, thì mấy bữa nay cuộc sống mình như thế nào rồi? Cũng tới giờ trời mưa quá trời làm cũng không được. Thì sống cũng đơn giản thôi, khi hết mưa thì ra làm chút cũng được, kiếm được vài chục ngàn, mua gạo mua thóc đồ ăn vậy thôi. Rồi hết mưa ra làm như vậy rồi trễ rồi sao ông Hai? Không có trễ, như vậy mưa cái mình vô cầu mình đậu. Dạ, mưa thì vô cầu này đậu. Rồi. Hết mưa cái bơi ra rồi, kiếm khúc sông nào kiếm cá. Kiếm cá. Dạ. Rồi ông Hai cho con hỏi thăm là mấy bữa nay mưa nó cũng lớn đó. Rồi hai vợ chồng mà có cái mền nhỏ đó, rồi đủ đắp không, đủ ấm không? Lạnh dữ lắm chứ. Mà đều có con gái thì mình vợ chồng thì cũng ôm ấp nhau thì nó cũng ấm được. Rồi thí dụ như cái mền đó có một người đắp là ai đắp? Thì bà đắp, nhường cho bà đắp. Nhường cho vợ đắp. Rồi ông Hai thì sao? Thì ôm đại nó vậy ngủ. À, ôm đại. Có nào gình gình kéo cái mền không? Không. Có nào gình gình bà Hai ngủ say say cái đầu mình kéo mền bớt không? Không, cũng lén cũng đút hai cái giò vô. À, lén cũng bỏ hai giò vô mền nha. Từ hôm bữa chú xuống giờ cho tới giờ khỏe được như được vốn mấy trăm ngàn, rồi mua gạo, mua nước tương, nước mắm để dành ăn. Dạ. Đường đồ để dành ăn, với mua 50 ngàn thịt kho ăn, rồi tới bữa nay cũng dư được vài chục chứ không có nhiều. Chàng ơi. Có gì tiền nhờ chú cho đó, mà. Tiền là tặng nhờ chú cho bữa đó đó. Là bữa nay dưới ghe mình còn nhiều gạo không? Còn gạo. Còn mấy ký? Còn nhiều lắm à. Nhiều lắm à, tại mua tới 1 chục ký lận đó. Ở dưới đây hả mà ông Hai? Mua tới 1 chục lận đó để dưới đó đó chú. À. Còn vậy đó. Rồi để ở dưới rồi nước không? Không có nước, lên trước mới có nước. Ở đây vậy là được. Để dành được chục ký luôn rồi. Chú mua chục thì cho ăn còn được nhiêu đó. Ừ. Cũng còn ở 5-6 ký, ăn không gài cũng còn 5 ký. Có tiền là đi mua gạo để thủ à. Thủ gạo là trước, chắc ăn. Bà Hai cho con hỏi thăm nè. Rồi bà Hai là người đắp cái mền. Rồi ông Hai thì không có đắp. Ông nhưng mà cái giò vô. Tối cái có khi nào bà Hai giống như là lâu lâu cái đắp qua chỗ không? Không. À. Tôi lạnh quá cái giò tôi nhất tôi đâu có lắp cho ổng được. Ừ. Không, ổng kéo mình lên ổng muốn chui hai cái giò rồi vô. Ổng lạnh quá ổng làm sao? Ổng đưa đút hai cái giò vô cho bớt ấm. Hả? Bớt lạnh á. Là mỗi lần ổng lạnh quá là ổng bỏ hai giò vô ha. Rồi cái mền đâu đủ đâu rồi sao bà Hai? Kệ chú ơi, sắp đại đi già rồi. Rồi ổng bỏ hai giò ổng vô rồi hai giò bà Hai ra ngoài sao? Vậy gác lên mình ổng. À. Khổ chú ơi, người ta cho quần áo bận không đó, chú nhìn chú cũng biết nên đâu có tiền đâu mà phải mua. Nhờ chú cho 500 ngàn để sống nó tới bữa nay thì cũng được, cũng có đồ ăn chứ không phải có tiền nha. Dạ. Nhờ mua nãy kia mình đủ rồi chứ mình làm thêm bữa làm được vài chục mình mua nãy bữa dư cũng vài chục, có nghĩa là có dành. Thì mình xài, còn không có thì thôi. Mình để dành. Để dành. Chàng ơi chàng, nhờ chú cho đó mua gạo liền luôn. Năm ngày nào là mình làm cái vốn. Cái đó cái vốn mà để chú cho vốn để đây rồi nè. Rồi cho mình mần vài chục cái dư để đó. Chừng nào mà thâm thì mình mới lấy cái vốn ra xài. À, lấy cái vốn ra. Nhưng mà xài ít gì đó. Cái từ chừng nào còn vốn thì ấy. Như là mấy bữa mà mưa bão mà không được. Lấy cái đó ra. Lấy gạo ăn, có gạo rồi cũng như cái vốn của mình ngày nào cũng có gạo nấu rồi. Bà Hai cho con hỏi thăm nè. Hồi nào giờ ông Hai có đút bà Hai ăn cơm không? Không. Sao không đút ông Hai? Không có bệnh thì đâu có đút. Cưng đó, người ta cưng nó cũng đúng vậy. Lâu lâu có gấp đồ ăn cho bà Hai không? Gấp thì có. Ừ. Thì cũng như là ăn cơm vậy nè. Ừ. Rồi cái nào ngon gấp cho vợ. Gấp đúng luôn nha. Không đúng.
Bỏ chén hả? Bỏ chén. Xong đút cho nó tình cảm. Dạ rồi. Tao còn trẻ nữa. Chàng ơi, nói gì nói chứ hai vợ chồng cũng mấy chục năm. Ông hai cho con hỏi thăm nè. Lâu lâu á mình ở đây như vậy nè. Rồi khi mà có giống như là mình gãi chạy hơn á, rồi trúng nhiều cá rồi đó ông hai. Yeah. Rồi bữa đó tiền nhiều ông hai làm gì? Thì cũng để dành thôi vậy. Chứ không dám xài hết. Không. Có khi nào mà có nào gì mà cái gì mà. Thôi thôi. Cái không lẽ mấy chục năm nay không có bữa nào trúng đâu. Trúng. Rồi té cái giò này nè mấy chục triệu rồi đó. Ừ. Người ta cho nữa đó. Nè, cũng như là hồi lúc trước mình có, bây giờ thì mình bữa nào trúng lắm là được trăm ngoài. Trúng lắm là trăm ngoài à? À trăm ngoài ngàn. Càng ơi. Thì mình cũng dư cái đó là mình để dành để người ta ăn. Thì như mưa bão mà không được lấy ra mình xài. Chứ là đâu có mà xài tầm bậy. Người ta cho không phải cho như mấy chú. Người ta cho cũng như là trên chợ, trên chùa, người ta thấy tội nghiệp người ta cho. Chứ đâu có ai cho mình nhiều đâu. Mà nhiều người cũng như người này mới mốt người kia. Chứ không phải như chú mà lại cho gạo, cho tiền, cho là 500, 400 gì đó. Lâu lâu chú cho một lần vậy đó. Chứ không phải cầm được 500, mà 400, mà 300 gì cho, không phải vậy. Còn ta cho lần có 50, 100 gì đó. Mình bệnh này nè, người ta cho. Cũng như là sách cá mình bán ít. Người ta mua cái này có 30, người ta đưa 50, thôi người ta cho luôn. Ta cho luôn mình 20. Dạ. Ví dụ vậy. Giống như là, thí dụ như mua mình bán là 40 ngàn cá thì cái người ta đưa tờ 50, cái người ta nói thôi bà hai cắt luôn vậy đó. Cho 10 ngàn luôn. Cho vậy. Rồi cho con hỏi thăm ơi, bữa nay sao bằng cái quần quyền hội rồi? Không có đi làm. Hả? Thì làm. Có hai cái thay đổi gì nè. Hai cái gì hả? Đàn ơi, cái đàn là ta, cái này của ai? Cái này của người ta cho là gì? Cho gì? Người gì thấy ông không có gì cắt ngang. Cắt ngang gì ha? Cho ông mặc. Là thành ông hay ha? Rồi nó mát quá rồi sao ông hay? Nó mát. Dạ. Giải. Giải trời. Áo này người ta cũng cho nữa nè, mà người ta cho hồi đó lâu rồi, mặt nó cũ gì nữa người ta cho không à. Đàn ơi, thưa quý diễn giả, ông hay là ông hay là bạn quần là mát mát gì không nghe quý diễn giả? Đó. Cũng đẹp chứ. Vậy đó, mình giả trời rồi thấm rồi giặt. Mà bông hoa nhiều quá không hay. Sao bà hai ông lựa cái nào cargo thôi. Cargo gì người ta cho cái nào thì mặc cái đấy. Chàng ơi, chàng. Không cho đâu, đồ đẹp gì. Chàng còn cắt được hai. Nhìn đương hay quá vậy. Rồi bà có khi nào bằng cái quần nó đi lên kiếm vợ ở trên chợ luôn không? Không, ở dưới ghe không à. Có đi lên có 2 ngàn mét đá đó. À, là. Hôm nay mấy thằng nó dòm quá trời luôn. Mua đen đó bộ hết sần. Ông hai cho con hỏi thăm nè, khi mà mình hai vợ chồng mình xuống ghe như vậy đó ông hai, rồi thí dụ như anh em bà con mình đó mà đám tiệc đồ rồi sao mình hay được? Mời mà biết chỗ thì cũng như là đậu đây mình cho hay. Thì cũng như là mình cho hay là đậu ở đây có cái điện thoại của bác nè. Điện nó hỏi ở đâu, nó đậu cầu Duy Thủy hoặc là Minh Dị Thanh. Thì ta cho hay là cũng như không rồi em mất á. Cho hay rồi mới về tỉnh. Về tỉnh rồi mới về 4-5 ngày nay. Dạ. Như vậy là ông hai về đám như vậy đó, rồi tiền đâu mình có, mình giống như là gửi người ta bên vợ của nó cho tiền đi xe lên xuống đâu có lấy không tiền. Có đi đám không có đi ông hai là đi đám là không có gửi tiền gửi quà mà còn được cho lại nữa. Nó cho tiền đi xe lên tỉnh, anh cho tiền đi xe về trả tiền xe cho người ta đưa mình lên đó, rồi người ta trả tiền xe về luôn, người ta không có đưa cho mình tiền. Thương người ta trả cho vậy? Là xe đó. Người ta trả coi như là mỗi lần mà đám tiệc đồ là ông hai về là không có kinh phí để về. Không có tiền cho nó về đi lên tỉnh đi. Rồi mượn tiền ai đó lên tỉnh rồi nó đưa tiền về nó trả. Về nó cho chút đỉnh như là vài trăm ngàn về xe. Rồi ví dụ như bữa nào ông hai về chỗ rồi sao bà con biết đường kiếm ông hai? Biết điện nè. Hả? À? Có cái điện. Điện nha. Hay như là đi về chơi thăm. Còn điện của chú á là vì có miếng giấy riêng, viết riêng ra ngoài. Vì sợ nghe người ta nói tháng 9 này nó không cho xài cù bắp gì đó. Phải không? Dạ đúng nghe rồi. Nghe nói rồi. Rồi sợ quá à, sợ mắc số của chú. Mai mốt chú không có liên hệ với gì được. Bây giờ nghèo thì mấy đứa cháu nó cho điện thoại để dành mà liên hệ nè. Cái này nè. Nuki chuông ha. Rồi mai mốt rồi gửi nó không cho rồi làm sao. Thành ra bây giờ phải viết cái giấy của chú để riêng ra ngoài. Rồi ở đây gì rồi ông hai sạc điện sao?
đi chợ lên chợ người ta cho, người ta sạc ngợi, người ta cho mấy cái chỗ bán trái cây rau cải rồi người ta thấy tội nghiệp người ta cho. Cái bà hai ngồi bán kế vậy chứ mình nhờ sạc. Không phải ngồi đi ngang lại là bưng đi bán, mình đâu có chỗ nơi gì ngồi, ta thấy tội quá người ta cho ngồi đó. Người ta nói có sạc đèn là đồ đó, nói không có sạc gì chân á, sạc điện thoại thôi à, ăn cơm thì ăn cơm ngoài đèn này nè, ngoài trời này nè. Đây con có đèn nè. Đèn đường đó ha. Ra đây nè, chắc ra đây nè. Thì nó sáng rồi. Đây sáng chân nè. Chàng ơi chàng. Cái ông kia kìa, ông nói để ông mua cho cái gì mà lắp lên tay mà sáng kêu bằng cái gì đó tôi. Năng đèn năng lượng mặt trời. Người ta nói có mấy trăm ngàn lấy người ta mua cho tôi, cái đó tôi không có biết đâu trời. Đậu ngoài nắng à mà là tối nó tự sáng. Ừ. Còn ban ngày thì nó tắt. Ừ. Là tối nó tự sáng khỏi cần sạc điện gì không. Người ta nói vậy rồi buổi mình buổi trời mưa nó ướt rồi thôi thôi mắc công lắm thôi. Mà hai sợ ha. Vậy là ở đây là buổi ban đêm là ông hai không có cái đèn đội đầu sao? Đầu không có. Trời ơi chú ơi cái đèn đội đầu tới mấy trăm ngàn lận trời. Đèn đội đầu 200-300. Đâu có lỗi có mấy chục à. Mấy chục à, mà mấy cái thằng đi xiệt ngang nó nói cái đèn nó tới mấy trăm ngàn đó. Là cái đèn đó là đèn đèn tốt, còn mình mua để dành mình gọi ban đêm mình thắp cho nó sáng sáng á là có thì mấy chục có đèn chút xí nè. Mấy hôm nay 25 ngàn cái đèn này nè. Gọi được rồi. Nè. Ừ. Chàng ơi cái đèn này hả? Mai mai. Ừ. Rồi có cái đèn ở đầu chút nữa. Không. Chút nữa con chạy xuống dưới con mua rồi con thôi, lại. Thôi. Hả? Thôi chú ơi. Để dành. Đèn chú tốn tiền, cái đèn này có 25 ngàn đây nè. Chàng ơi cái đèn kia có 70-80 ngàn hả? Nè cái đèn này vậy đó, được rồi. Để con mua cái ông này tối cái bà hai máng này nè. Cái mở cho nó sáng lấp lé lé đó. Cái sáng với bà hai đi sạc. Đèn sáng nó cũng sạc rồi đó. Ngày có vui hả? Thì kệ đi, trời ơi mình khổ mà chú. Để đi chút nữa con xong. Ồ, con quay xong rồi con chạy đi mua con đem lại cho. Ồ, cho anh chị đúng tiền của con. Không có sao đâu. Bây giờ muốn một cây hay hai cây con mua thôi, hai thôi, cây. Thôi. Cái này xài cái kia. Không. Hả? Trời ơi. Sao vậy? Nghiệp chú tốn tiền. Tốn không sao đâu. Chú ơi. À chứ ra toàn bao gì được. Chàng ơi con gửi ông bà xài con khỏi xài. Trời ơi. Sống tạm bà quen. Lâu lâu chú ghé thăm. Tối vô đây ra ngoài này sáng trưa. Ừ. Qua bên đây sáng trưa. Để tiền dành biết chi ông bệnh hoạn mua thuốc uống hay là để nhưng, nhiều khi không có nhưng tiền. Nhưng mà ông gì? Hai có cái đèn ban đêm á, thí dụ ông hai đi cắm câu đồ được. Mình đâu có cắm câu đâu, ban đêm đâu có thấy đường. Ban đêm đậu không à. Bây giờ là hy sáng vọng là làm. Đặt vấn thôi chứ không làm gì. Cắm câu không được không ha? Không. Có thấy đường đâu, ban đêm đâu có thấy đường. Ừ. Bây giờ con mắt nó mờ vậy. Lấy ông hai cắm câu được con mua câu cho ông hai cắm. Ở vậy. Mà nó chiều chiều mình móc thôi được quận à, có nhiêu ăn nhiêu thì cắm phải thăm bây giờ đêm. Mình không mình quận thôi quận mộng là người ta nói đâu có cá hàng sảy chăng ông lẹo lẹo được không được chứ bằng ngày thì mình lẹo được bằng đêm kìa bằng đêm đâu thấy đường bây đâu giờ là mấy con mua cái đèn đội đầu cho ông thấy không nói không mà ra giải chài đi không thấy nữa nè giải chài bằng đêm không thấy chú biết không người ta nói mấy cái thằng nó đi xiệt nó nói ông với bà giờ chỉ ngoài đặt vấn còn mà gì đặt vấn đó chú biết không như vấn cặp mấy cây này kéo ngang vậy nè đúng rồi không có ước mình gì trơn á sáng cái ông bà lại thăm còn bà phải đậu nó giữ nghe nhưng mà mình phải loại nước cũng ngang đầu gối à không mình loại với mũi xuồng à à đúng rồi mình bê vô à, mùa nước bê vô thả ra ờ vậy đó vậy để lần sau con xuống cái con tặng cái vấn ha lần sau đi đợt này con không có chuẩn bị là ông hai với bà hai thích có cái vấn là để dành là lúc nào cũng có cá ăn lúc nào cũng có cá đi ăn cơm với bán thì dừng nhưng mà phải giữ nha bà hai cái đó phải đậu đây nè chứ đi nó lấy mắt luôn á cái vấn 300-400 ngàn đó lấy mà gấp gì lắm tại vì 300-400 ngàn mà người ta đi ngang thấy không có ai chủ thì người ta cúng vô mình đặt đây mình phải đậu đây đúng rồi đặt cái đậu đó rồi vậy đó cái đó mà đi về bên dì Thủy á đi về bên Lâm Hủy á đặt thằng đó nó làm vớn nó bán đặt đó một cái 350 ngàn đó đúng rồi cái 350 cái 350 mà là vớn nó mới chạy còn mà hai mua vớn chợ không ít chạy lắm bây giờ đây đến tôi có qua Lâm Mỹ đặt á giải á tôi dặn người ta để đây đi chừng nào có tôi qua tôi mua chừng nào tôi có tiền á tôi lại mua thì cũng từ từ đi rồi tôi qua nói với người ta vậy đó có dư đằng nữa chia cho tôi lại một cái hai cái cũng được cháu đó thì đặt nó ngay ví dụ như mình đặt đủ ăn thì mình giải cái chài thì nó dư mình bán ủa bà hai ở đây rồi thí dụ như
ở đây thì bà hay tắm thì ở đây không có tắm lần trước á, hôm trước hôm trước hôm trước tay đầu đó sao bà hay đẩy lên luôn hả? Đẩy lên cái bếp mình sợ mưa, mưa là ông táo không té hả? Ờ mưa không có ngồi chống mũi đó. Ừ chàng ơi chàng tắt nước ra. Hai chồng sống dưới đây là mấy chục năm ông hai, bữa ông hai nói cũng quên rồi. Ba mươi mấy năm rồi. À. Trời ơi trời. Này nó là 4 năm rác kìa. Ừ. Dạ để con kéo con dây này lên để nó. Ghe này cũng người ta cho. Thấy quá trời tát nước người ta cho. Ừ. Thương ông bà quá ha. Dạ, ông hai cho con hỏi thăm nè. Thì con được biết á là ông hai sống ở dưới đây là cũng mấy chục năm rồi với bà hai nè. Rồi gạo thì cũng thiếu thốn, bữa này bữa kia, bữa có bữa không. Rồi đồ ăn thì bữa này bữa có, cũng vậy luôn. Rồi nó khó khăn như vậy đó ông hai. Thì nói chung là ngày nào mình cũng gầu rồi mình lo. Rồi có ngày nào là ông hai vui không? Không có ngày vui. Sao nhưng sao? Có vợ rồi gần bên. À. Cũng vui. Vui là có vợ gần bên ha. Thường thường bà hai làm gì mà không vui không kể con nghe coi. Vui cái gì khán giả thật. Cũng như là gần rồi nói chuyện hoặc là cười giỡn vợ chồng mà ừ. Nói này kia nó cũng vui cho nó qua cái ngày mà mình khổ đối khổ đó ừ. Qua. Là hai chồng ngồi nói chuyện à. Thì rồi mấy chục năm rồi không lẽ còn chuyện hoài để kể sao ngày, ngày nào cũng có chuyện kể ngày nào cũng có chuyện để kể lên chỉ cho buồn buồn thì vợ chồng tâm sự với nhau ừ. Cho chứ nghe có ai mình tâm sự dạ, y như đôi quyên ương vậy ha. Dạ. Kể chuyện này chuyện kia này kia vợ chồng cũng vui vẻ sống mà bây giờ thí dụ như giờ bây giờ nghèo khổ ừ. Vợ chồng vui vẻ thì mình sống đến hạnh phúc ừ. Vậy thôi vậy là điều hạnh phúc nhất của ông hai là có được bà hai à. À, đồng hành cùng ông hai à, suốt mấy chục năm như vậy là nhiêu đó đủ rồi đúng rồi không cần mà mình giàu có hay gì ừ. Có ăn hàng ngày bà hai ông hai vậy rồi bà hai cho con hỏi thăm nè rồi niềm vui của bà hai là gì thì cũng vậy thôi vợ chồng hữu hỷ với nhau nghèo ừ. Khổ thì ông ơi mình khổ bên ai ngầm hơn mình gác lên mần ừ. Cũng gặp dịp hên rồi sao ừ. Nói với ông vậy thôi mình cũng ăn ủi với mình vợ chồng hữu hỷ mà trời ơi ông ơi tối mưa quá ăn lạnh quá ăn ông mơ mốt mình gác mà mình kiếm tiền mình mua nãy kia thì cũng tâm sự rồi cũng tâm sự vậy đó à, lâu lâu cũng tâm sự với à. Ông chồng à. À, kêu gắn mà kiếm tiền mua này kia đó, à. Giống như mua mền à, mua cái mền đáp hay là mua cái gối nằm hay là mua gì á ông mình gắn mà ngày mai không biết mình đi mần ở đâu ừ. Cho nó có nhiều ổng nói giờ biết mần đâu ông ơi thì yeah. Nó có nhiều nó cũng mần hoài có khi nào mà ông hai lén lén giống như là lựng vợ con cái dạ chú ơi con coi cái tuồng gì mà tuồng hài đó là mỗi lần mà vợ đang rửa chén giống như là bà hai rửa chén ở đâu rửa dưới sông luôn hả là ngồi ở đây ăn rồi rửa đây nè ngồi rửa à. Rồi con thấy có cái tuồng mà câu cá đó câu vô cái giặt áo kéo mà có không ai không có câu cá ha ví dụ như ông hai ngồi ở đây đi rồi uống nước trà nè rồi không lẽ bà hai cũng uống nước trà luôn ngồi đó nói chuyện đồ chơi hả à? Nói này kia rồi kia thì cũng như là thăm nước ra thì vợ chồng ngồi tâm sự rồi mình nói chuyện làm ăn thôi ừ. Rồi bữa nay mình tính mà chỗ nào kinh này kinh kia ha mời mình mà chỗ nào ừ. Chỉ có cái chuyện mà đi làm ăn thôi ừ. Chứ ngoài ra không lo chuyện gì nữa bữa nay mình mặn đây rồi mời mình đi mặn người kia ông ơi mời tôi tính đi gì thanh rồi có bữa nào mà hai người nói ngồi dọn bình trà nghe cái nói anh yêu em cái em yêu anh không hồi xưa giờ không lẽ ông hai không nói tiếng nào vậy nhỏ nói chứ bây giờ già rồi mới gặp ông hai nói thì sao thì nó từ cái nói cái thổ yêu đó mới sốc được tới bây giờ là bữa đầu tiên ông hai tỏ tình sao bà hai ông nói vợ chồng ở chồng đi làm gì mà ngang hai người hữu hỷ vậy đó nhưng mà muốn người ta về ở cũng phải nói yêu người ta chứ chưa có chứ mà là bữa đó ông nói sao thì ông thương đó về ở với ổng đi nhưng mà ổng có nói ổng yêu bà hai không có chứ ông nói mày ở mày thương ông kể lại bữa đó coi thôi rồi ông hai thì nói ông hai yêu bà hai rồi lâu lâu rồi giống như là ông hai thương bà hai cũng biết chứ
biết. Cái có khi nào bà hai nói anh ơi em thương anh quá không? Không, nói tiếng nói đó không có. À, anh ơi em yêu anh không? Không luôn. Không luôn hả? Không. Cháu ông hai nói vậy. Nói là thương yêu gì được rồi, nói gì quá gì trong đó. Rồi đó. Tối nào đó không phải như bây giờ mà sành sỏi mà nói chuyện yêu thương rồi kia. Bây giờ nó còn nói cho mình. Lâu lâu mình cũng thấy vợ mình cực khổ quá, mình nói hồi đó thương em quá rồi. Hồi đó còn khờ lắm. Tại vì cái phong trào hồi xưa khờ lắm. Chứ không phải như bây giờ. Giờ dặn ha. À, bây giờ thì trời ơi, lúc bây giờ chỉ tới mười mấy tuổi, con nhỏ bên đó nói chuyện nó nghe không? Thì nó nói không sót một tiếng. Hồi đó thì mình nói sơ sơ thôi. Hồi đó sơ sơ thôi ha. Hồi đó nhướng mắt cái là biết rồi ha. Anh thương em vậy thôi nha, hoặc là này nọ thôi. Anh thương em nha. Là bữa đầu ông hai nói sao, ông hai kể lại cho con nghe. Không gặp gặp nhau. Ừ. Ví dụ như là thương nhau thì mình về mình sống với nhau. Nhưng mà biết người ta có thương mình không? Trời ơi, thì biết sao biết. Nhìn cái cử chỉ mà biết rồi ha. Thì cũng vậy, ngày đó thì cũng vậy, đi uống nước đồ bậy bạ nó gì. Có tận bông không ha? Không có tận bông hả? Hồi xưa là bông hoa vậy. Thì cũng quà cáp rồi chứ. Không. Ví dụ như không tận bông thì cũng xách lên mà canh chua chứ. Mình hồi đó là không có cái gì hết trơn. Thời nghèo mà. Thời có cái gì đâu. Thì bèo lắm cũng phải hai vợ chồng cách thật chứ. Trời ơi, nói xin hỏi thiệt đâu mà cứ vợ cứ làm vật là phu phạt nó là gì, cô nói đâu. Vậy là bà hai không không có làm đám cưới luôn hả bà hai? Không. Có đâu. Nhau bữa nào mình tổ chức mình làm đám cưới một bữa coi. Trời ơi. Nha. Bữa nào mấy anh em con xuống đó mình tổ chức một bữa tiệc nhỏ nhỏ. Được. Đặng mời họ hàng rồi lại đám cưới đây. Họ hàng, ai có họ hàng ở đây. Không mấy ba anh em con làm họ hàng cũng được. Ừ. Nha. Rồi ba đi họ tặng gì? Con tặng cho bà hai bộ đồ đi. Còn ông hai thì tặng cho ông hai cũng bộ đồ luôn. Cái mình làm cái đám cưới gì ha. Nhỏ nhỏ bà hai chịu không? Bữa nào mình tổ chức thôi này. Trời ơi. Làm cái đám cưới nhỏ nhỏ đi. Để hồi đó giờ không có đám cưới gì. Cưới hỏi gì chú ơi. Cần gì xuống lỗ rồi. Giờ này còn hết cái giọng rồi. Giờ này có cơm có gạo đủ ăn hàng ngày mình thành phố ơi. Sống được sống hàng ngày gì nè. Con ông hai cho hỏi thăm nè. Khi mà bà hai thiết kế ra mấy bộ đồ cho ông hai á, giống như quần áo rồi nè. Rồi ông hai bận vô ông hai cảm thấy nó đẹp hơn đồ của con không? Trời ơi. Con gái nè. Bà ôm đó thì nhìn cái quần này nè. Đâu đâu? Cái quần hồi nãy á. Cái quần hồi nãy bà đây nè, đây nè. Cái quần này ha. Ừ. Cái con kia to. Ừ. Vợ tôi bận. Rồi bắt đầu vợ tôi cất cho tôi bận. Rồi nó bận xong mà bắn cái. Bà bận cái quần này nó mát hơn quần của con không ta? Chắc mát hơn nha. Đang ra ngày đánh đá các bạn nói trời ơi sao giờ chú bắn cái quần của tôi đúng rồi chú xong cái bạn cái quần của con vậy chú là bà bắn cá hả mà cái bà bắn mua bà kêu lại bà mua là nghe chân cái bà cho cái quần này nè này nè rồi cái nói trời ơi vợ tôi không có quần vợ tôi khóc ra tôi nói trời ơi chú ra đây lấy quần của thầm con cho chú già cho ấy nói chừng tao biết mẹ ơi. Có nghĩa là cái cô đó trời có tặng cho bà hai cái quần này cái bà hai mới thiết kế về sáng chế ra thành cái quần tặng cho ông hai cái ông hai bận đi chợ đi chạy rồi cái ta kêu cá lên mua cá đi chạy bà sao nghe chân vậy ta nghe chân đã bà kêu lại mua cá u trái đất tròn kìa là sao chú ôi hên chú bận cái quần của con mà cũng hên nha cái này bữa ổng cô cho tôi nó cắt cho ổng bận tôi nói bữa hôm cô cho gì đó gì cắt ra cho ẩm bận trời ơi bả nói là chú sao bận quần của con hả thôi để con lên nói chồng con xin để con nói chồng con cho rồi rồi ông hai cho con hỏi thăm nè bữa đó rồi chồng ở đâu ở nhà có xuống thấy không chồng phải đi bộ không có ở nhà phải chồng cái cô này nè hỏi ông hai sao ông bận quần của vợ con á không biết là sao đừng trả lời đó không có được chứ hay tôi trả lời gì hả trời ơi thương quá cái chuyện ơi rồi bà hai cho con hỏi thăm nè mấy bữa nay mưa mùa mưa nè rồi không có mền như vậy rồi sao lạnh dữ không lạnh quá trời luôn bởi vì bữa nó mới nói với chú đó lạnh nhiều lắm hả bà hai nhiều chú nghe nói cho cái mền mừng ông ơi
chú nói cho cái mền. Ừ. Mà không biết chừng nào chú đem qua sáng cũng nói nữa. Ừ. Nói, chú ơi, ô, ông ơi, chú nói đem qua cái mền đi qua liền mà không chừng nào qua. Nói ừ. Nhà, thôi như vậy đi. À, bữa nay á con ghé thăm ông hai với bà hai á, thì đầu tiên á là mấy anh em con á có mua tặng cho bà hai với ông hai là cặp gối. Con tính kêu con gọng phụng lên này. Trời ơi, à, cái tiệm mai bữa nay chủ nhật nó nghỉ. Tính kêu lên cặp viên ương này. Nhưng mà tiệm mai nó nghỉ. Nó hẹn con vài bữa nữa đi. Là ông hai với bà hai hình như không có gói hay gì. Không. Không giỏi. Không. Con cái đẩy với ba. Con cái gói màu à. Rồi sao nằm? Thì lấy cái đầu kia. Lấy cái hộp thuốc đó nằm. Lấy cái nào? Cái hộp thuốc nó có cái lỗ tai nó chết rồi. Rồi nó cứ ngắt rồi sao? Ờ thì hơi gì cả. Cái khăn đẩy lên. Ừ. Rồi đắp lên đây cái nằm. Ừ. Hẹn ơi. Là ông hai nằm hay bà hai nằm? Tôi nằm. Ông hai nằm vậy đó. Hẹn ơi, hẹn bữa nay là tặng cặp gối này là nó bự lắm nè. Hai vợ chồng nằm im lắm á. Im. Mà không biết bây giờ ông hai thấy sao. Ông hai giữ nguyên cái bọc này nè. Đặng khi mà mình sáng mình bỏ vô cái bọc á, buổi mà có mưa giữa chừng cái nó không bị ướt. Ừ. Nha. Này, tặng bà hai để sau lưng đi bà hai. Đầu tiên là cặp gói nha. Kế tiếp, kế tiếp. Bữa nay mua đồ cho bà hai với hai nhiều lắm. Đây. Mà này là mình long nha bà hai nha. Ấm lắm nha. Đó. Bà hai lấy ra thử coi, thử coi. Thôi khỏi lấy biết rồi. Ừ. Cái gì nè? Sợ ship hay gì? Cái nợ rồi. Giờ thử coi. Biết rồi. Im không? Cái này hai người á, mình này bự lắm, hai người á, con không mua hai người đắp á. Hiểm lắm rồi trời. Dạ. Này ấm dữ lắm. Mà bà hai cũng giữ nguyên cái này vậy nè. Ừ. Cái mình đắp rồi cái đắp, mình bỏ nó vô bỏ lại. Bỏ vô lại cái mưa cái nó không ướt. Nó có ướt. Ừ. Cái gì chứ nó ừ cái gì nè. Ừ. Mở rồi thử coi. Sao sao mát tay không? Mà. Lòng lòng đã ha. Ừ, biết thì nào mua được cái mền này. Im ha. Đó. À, là tặng cho bà hai luôn ha. Với bà hai luôn ha. Bà hai có cần xài cái bọc gì gì được gì không? Có. Đừng mưa nước rồi ha. Đừng cái bọc này bà hai có cần giữ không? Thôi bọc này nhỏ mà. Lấy lại đi, đặng có củi đi bán cá rồi đó. À. Cho người ta bỏ bọc. Mình không có mua cá thì bà hai nha. Ủa không có mua bọc nha. Để chú ơi khổ lắm. Đây nữa nè. Thì ngoài mền gói ra nha. Thì mấy anh em con cũng gửi tặng thêm cho ông hai với bà hai á là 300 ngàn. Để ông hai với bà hai mua gạo. Cảm ơn mấy chú. Dạ. Mua gạo nha. Thầy cũng để dành đây. Chứ con không có dám xài. Xài đi. Rồi vài bữa nữa con có đi ngang cái con ghé con cho nữa. Trời ơi, tiền đâu cho hoài vậy trời. Tiền co sao mà cho hoài vậy. Tại, ừ. Con tiết kiệm vài ly cà phê để bà hai với ông hai có bữa cơm con cũng vui nữa. Thôi, để từ từ chú ơi cho hoài. Chứ cũng mấy chú mà để nó đi là hết gạo mua, hết thuốc uống mà mua. Trời ơi. À, bà uống hai ngày, ngày đỡ thì sợ gì đó là ướt gì nè, ướt hết trơn vậy á. Hai ngày im mới sợ mà nó ướt nha. Phải bà hai bỏ vô cái bọc là im rồi. Ừ. Thì bà, cái này là không bao giờ ướt. Ừ. Cái này không ướt. Cái kia cũng đâu có ướt đâu, tại bà hai quên để nắp hay sao, cái kia có nắp mà. Không, bữa đó uống rồi để chành bành ra vậy nè, rồi chịu mưa quýnh quán hết trơn đó. Ừ. Rồi đi, rồi ướt quên. Hết trơn. Quên hết trơn, ướt đồ, ướt đạt, ướt hết trơn. Mà uống hai bữa bà hai cảm thấy sao? Bớt nhiều luôn á. Ừ. Nhiều, bớt nhiều lắm. Ừ, khỏe lắm nha. Ừ. Ừ. Thôi thì như vậy đi. Ngày hôm nay thì con cũng có mang theo hộp ngải đen nè, bột ngải đen nè. Thôi thì cái hộp trước đó, bà hai lỡ ướt rồi á. Rồi thôi thì bữa nay con cũng tặng cho bà hai lại nha. Ừ. Ừ. Cảm ơn chú nha. Để uống, để chiều uống nè. Ừ. Uống cũng y vậy. Cũng y vậy đó là bà hai... lấy cái muỗng cà phê đó pha vô cái chung mà đựng nước trà đó, miếng nước ấm ấm đó rồi mình bỏ vô mình quậy cho nó tan ra nha. Nó cũng thứ một đó nhưng mà tại đựng khác hộp hộp thôi nha. Ừ. Rồi quậy cho nó tan ra một muỗng cà phê thôi nha, một muỗng cà phê lưng lưng thôi, rồi pha nửa ly nước ấm ấm đó, cái ly uống nước trà đó đổ vô nửa ly, cái bà hai quậy đều cho nó tan đi, nó tan đều hết rồi mình uống nó dễ nha. Thì ăn cơm rồi hãy uống nha bà hai nha, y như lần trước vậy đó. Ừ. Là hai ngày trước bà hai dùng mới có hai ngày, hai ngày mà nó thấy khỏe. Ngày thứ ba là thấy nó đỡ. Ừ. Nhưng mà ướt đó, rồi đồng. Ướt rồi mà vẫn uống vô một miếng nè, ướt rồi mà vẫn lấy cái muỗng múc vô miếng nè.
ngoan cố để uống thêm. Cái người ta nói trời ơi thằng đậu ghe cái mình nước dẹp mà sao mà uống được, biết điều lượng nó làm sao, tại đúng nó đã rồi. Ướt rồi đâu có, đâu có điều lượng được, lỡ múc nhiều múc ít uống mà không nữa thôi. Ừ như vậy đó nha. Ừ thôi bà hai cắt này giữ cái tí rồi nha. Rồi để bà hai bỏ trong hộp thuốc không có ướt, cái này là không ướt được. Ừ. Nó nhỏ xíu mà ướt cái gì nữa. Đúng rồi, bỏ vô cái hộp này nè ông hai. Ừ bỏ vô hộp xuống đi, tại cái hộp kia nó quá chạy bự đâu có bỏ được. Ông hai lâu lâu cũng dùng được, tại vì bọc cái đen này á là nó hỗ trợ về thần kinh tọa nè, thoát vị đĩa điểm nè, thoái hóa cục sống nè, rồi tê bì tay chân á, mà dạng như là tay chân mà đau nhất mà dở không lên đi đứng khó khăn á là nó hỗ trợ nhiều lắm. Rồi còn thêm là hỗ trợ đau bao tử với chồng người dạ dày. Yeah. Thường thường là thần kinh tọa với thoái hóa cục sống rồi là lớn tuổi như hai với ba hay gặp á, là dùng nó yêu lắm. Có gì mình không có nhưng mà mình ngừa cũng được. Cái này chồng được dạ dày, chồng người dạ dày đau bao tử luôn. Dạ rồi thôi như vậy heo bà hai ha. Thú vị không dạ? Thú vị mạnh thường quân trong và ngoài nước thì vừa rồi á là Ngôn có mấy anh em của Ngôn có đăng lên đoạn video nói về hoàn cảnh của ông hai cùng với bà hai. Giờ hai vợ chồng ông hai và bà hai á là cũng gần 80 tuổi rồi, nhưng mà do là không có đất và không có nhà cửa gì hết, hai vợ chồng sống ở dưới một chiếc ghe như vậy với nhau và có cuộc sống rất là khó khăn. Thì ngày hôm nay mấy anh em của Ngôn cũng muốn giới thiệu hoàn cảnh của ông hai với bà hai đến với quý vị khán giả cũng như là quý mạnh thường quân. Ừ. Nếu như mà quý vị khán giả cũng như là quý mạnh thường quân á có thương cho hoàn cảnh của ông hai, có phát tâm muốn hỗ trợ thì cứ liên hệ trực tiếp với anh em Ngôn nha. Dạ rồi. Còn bây giờ thì Ngôn cùng với ông hai và bà hai xin phép được gửi lời chào quý vị khán giả và chào quý mạnh thường quân trong lần nước. Hẹn gặp lại quý vị khán giả cùng với quý mạnh thường quân trong dòng ngoài nước ở một video tiếp theo. Xin chào.